Đây, chị nhìn được chị rồi đúng không? Ok rồi, xin chào chị. Chị chào em, chào cả lớp. Rất vui là đầu tiên là nghi ngờ. Trung cứ gửi mail với cả các thứ là chị nghi ngờ Trung. Nhưng mà sau thì có những cái lần mà cứ xem video của em ý, video thì chị thấy là em có năng lực thật, là một người có cái sức truyền cảm hứng tốt. Và chị cũng nói thật là cũng không biết là Trung đã được đào tạo gì, chị không biết. Nhưng mà thực sự là Trung có khả năng truyền cảm hứng và cái kỹ năng của em, kỹ năng về sư phạm rất là tốt đấy. Cũng mong là sẽ theo em để học tiếp. Rồi. Con đi luôn. Rồi thì và bây giờ cảm thấy không sợ tiếng Anh nữa rồi. Không sợ tiếng Anh nữa Trung ạ. Không sợ đâu. Bây giờ mình làm gì mà? Em thấy có phải là gọi hôm gặp chị em thấy chị khác hơn đấy. Không biết có phải không? Thì chị cũng có vẻ. Thì cô có thể là không phải là rõ ràng hơn. Hôm trước là lập bập. Nói chung là tiếng Anh bây giờ với chị thì chị cũng sẽ không sợ nữa. Cái xưa chị đối đầu với nó chị sợ lắm. Đối đầu với tiếng Anh là kiểu xong thì ngày xưa đi học các thứ là mỗi lần mà thầy bảo mà ngày hôm nay là có giờ tiếng Anh, ui dồi sợ xanh mắt mèo, bây giờ chả sợ rồi. Bây giờ phải đối đầu để chiến đấu thôi Trung ạ. Vâng, ok. Rồi, cảm ơn em đã dìu dắt. Ok, rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Rồi, chị chào em.